Sáng nay, công an xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn cho biết đơn vị đang tạm giữ và củng cố hồ sơ đề nghị xử lý đối tượng Bùi Văn Vũ Linh, sinh năm 1991, cư trú tổ 11, ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin bắt đầu, do không có tiền đánh bạc trực tuyến nên Bùi Văn Vũ Linh đã nảy sinh ý định đi lừa đảo để có tiền thỏa nhu cầu. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2022, Bùi Văn Chủ Linh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67C136451 đến cửa hàng mua bán sơ chữ điện thoại di động tại ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn do chị Tạ Thảo Ly, sinh năm 1990 làm chủ. Tại đây, Linh đưa hai số tài khoản ngân hàng rồi nhờ chị Linh chuyển số tiền 16 triệu 250 000 đồng vào hai số tài khoản đã đưa. Sau khi chị Ly thực hiện chuyển tiền vào hai số tài khoản của Linh, yêu cầu thành công, Chị Ly yêu cầu Linh thanh toán tiền chuyển, gia phí thì Linh nói dối là để ra xe lấy tiền trả. Sau đó, trồ ga điều khiển xe mô tô chạy thoát trước sự ngỡ ngàng của chị Ly. Sự việc sau đó được gia đình chị Ly trình báo đến công an xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn. Qua tin báo từ bị hại, lực lượng công an xã Tà Đảnh nhanh chóng đến hiện trường xác minh, điều tra và thu thập chứng cứ. Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã Tà Đảnh đã xác định Bùi Văn Vũ Linh là đối tượng đã thực hiện hành vi trên nên đã phối hợp công an xã Tân Phú huyện Châu Thành mật phục và bắt giữ được đối tượng Bùi Văn Vũ Linh khi đối tượng đang trên đường về nhà. Qua làm việc ban đầu tại cơ quan công an, Bùi Văn Vũ Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được công an xã Tà Đảnh củng cố hồ sơ chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tri Tôn tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.